Dạ, hôm nay sau 5 tháng thanh lọc rừng gọi, chân của ba con đã lành 100%. Đây con quay cận. Dạ, và trước đây chân của ba, vâng, trước đây là bà chân là đúng ra là phải tháo khớp đó. Vâng, bị tiểu đường và bị hoại tử. Dạ. Đây là câu chuyện mà rất là nhiều người cảm động trên thanh lọc. Đây là người thứ 7 ạ. Thì trước khi đến với thanh lọc rừng gọi là chân này là có nguy cơ là tháo khớp bởi vì tiểu đường á, với hoại tử. Và như vậy hôm nay là bây giờ đã đêm rồi, tuyệt vời, tiểu đường thì đã ổn. Và chứng tỏ là tất cả các chức năng đều đang phục hồi tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng người thứ 7 nha. Chúc mừng thứ 7 ạ. Dạ, rồi.